Được biết, Nam từng có một tiền án 6 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Nam đưa vợ con đến thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mơ Ga, thuê nhà ở trọ rồi làm nghề bốc vác. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam khai nhận, do các buổi tối sau khi đi làm về muộn, thấy xe tải của nhiều gia đình để ngoài đường, không có người trông coi, nên hắn đã nảy sinh ý định tháo trộm bình ắc quy, bán lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, Nam đã chuẩn bị nhiều cờ lê, mỏ lết để sẵn trong cốp xe máy của mình để phục vụ cho việc trộm cắp. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm đến nay, Hoàng Sĩ Nam đã thực hiện trót lọt 5 vụ lấy cắp 10 bình ắc quy xe tải với tổng giá trị tài sản là 23 triệu đồng.